Kính thưa quý vị đồng tu, chúng ta tiếp tục tham cứu trên phòng kinh Viên Giác. Chúng ta thấy tâm thở sự quy kiến của sáng soi mà phàm phu chúng ta thường dính mắc, có sự dính mắc, sự nhân duyên mà hợp sắc sinh ra trong của mình, sự thất thấy biết, sự thấy biết ít rạch rồi, ít phân định. Chúng ta không biết được rằng sự rạch rồi và ít biết đó là quá trình mà chúng ta luôn cảm nhận được sự nhận lầm, vì chúng ta nuôi dưỡng sự quá mức, vì thế mà sinh ra các ông trái, các quả nghiệp làm nên sự ông trái. Tại sao lại có việc này? Vì sự ông trái và nuông chiều là quá trình, là kết quả theo luật nhân quả. Theo quy luật nhân quả thì chúng ta thấy đó là sự kết hợp tất cả các duyên, trong đó có thuận nghịch mà lại được sự hợp tan hợp. Thuận sinh ra tất cả các tâm ái, nghịch sinh ra tất cả các chân tâm ái. Như vậy việc này đều sản sinh ra sự tăng ái và làm cho các mối quan hệ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết, vì trong thuận nghịch đều có duyên các khởi và duyên các sinh. Từ đó mà chúng ta thấy khi tất cả đều khởi sinh tăng ái, làm cho quá trình của chúng ta trở nên được nuông chiều hơn, và từ đó chúng ta cảm thấy được chúng ta còn phải đạt được và mong muốn theo nhu cầu của sở hữu. Việc chúng ta làm như vậy, chúng ta đã đi đến các chấp niệm, và từ đó chúng ta mới bị sự phóng trái. Đó quý vị nên hiểu ở điểm này. Chúng ta đã hiểu được ở chỗ này thì chúng ta đã thấy sự ống trái là quá trình mà quý vị phải trải qua sự lâu dài và bền bỉ, gắn chặt song song cùng với các nghiệp duyên. Từ đó mà sinh ra tăng ái, giảm ái. Thông thường thì tăng ái đỡ đi đến quá trình của nghiệp duyên này. Ống trái được phát triển, từ đó mà chúng ta thấy sự quá trình là nghiệp duyên luôn luôn biến đổi. Vì sự biến đổi nên các thân tâm cũng biến đổi theo, và các ống trái cũng biến đổi theo. Vì sự nuôi chiều sẽ dẫn đến các nghiệp quả, dẫn đến tam muội lớn và ít thành tựu. Tại sao như vậy? Tại vì chúng ta tăng trưởng sự quá trình của việc sự thọ nhận và thụ hưởng làm cho sự ống trái tăng hơn. Quá trình chúng ta đã thấy sự bất ly cấu, bất ly dục và bất ly ái đa tha, chúng ta sẽ nảy sinh vấn đề còn cao hơn cái nữa. Và từ đó chúng ta thấy bất cấu, bất hư, bất dịch là quá trình mà quý vị nên biết ở điểm này.
Sự bất di bất dịch là quá trình chuyển đổi mà không thở thay đổi. Chúng ta được và làm điều đó thì chúng ta thấy sự tam muội đều không thở thành tựu. Quá trình này là quá trình luôn luôn có sự biến đổi. Bởi có sự biến đổi mà chúng ta cảm thấy được rằng chúng ta cần phải đạt như vậy và chúng ta cần phải làm như thế. Điều này hoàn toàn là sự luân chuyển trong vật tự. Phàm khi chúng ta đã hiểu thấu cách căn đoạn của các nguyên nhân, chúng ta không thể tách biệt ra bên ngoài, cũng không thể chấm dứt các mối quan hệ trong đó, thì sự tăng ái vẫn cứ tăng. Quý vị nên biết chỗ này. Làm sao chúng ta có thể giảm bớt được và chúng ta không thể tăng, không thể được? Tại vì chúng ta chưa hiểu được quá trình của nguyên lý, quá trình của vận hành, quá trình của vận hành. Chúng ta thấy được sự đối đãi, trong đó sự tiếp nhận của các quả nghiệp và nhân quả của chúng ta sẽ luôn được hình thành và các kết nối. Vì thế mà chúng ta thấy khi không đạt được tất cả những điều như tôi nói trên thì tất cả sự thất nghiệp và các duyên hợp tan trái ngang đó sẽ dần dần nảy sinh lớn và vấn đề này không thể dứt điểm. Từ đó mà chúng ta thấy việc này làm cho chúng ta khó cảm nhận, khó hưởng thụ và khó biết được sự vọng tưởng, nên chúng ta dẫn si mê và mơ lạc. Sự vọng tưởng chính là quá trình mà chúng ta không biết được các việc tăng ái được tăng hay giảm, và cũng không biết được chúng ta khi nào tăng và khi nào giảm. Quá trình này là quá trình chúng ta gọi là giai đoạn chuyển tiếp của việc dẫn đến sự nương chiều của quá trình, dẫn đến việc tăng thêm các nghiệp duyên. Khi nghiệp duyên đã trổ quả thì vấn đề nằm ở chỗ là cái gì? Càng thêm cái sự tăng giảm của việc tăng thêm các nghiệp quả. Như vậy, dù chất duyên hợp tan thì chúng ta cũng vẫn có nghiệp duyên và sự tăng á hay giảm á, hoặc từ các nghiệp quả thiện duyên hay không thiện duyên đều đạt được đến mức mà có thể dẫn đến trong tam muội, và từ đó mà không thành tựu. Quy vì dẫn đến trong quá trình này là quá trình mà cái gì đang nằm trong giai đoạn của sự thôi nhân qua thụ hưởng, làm cho việc này trở nên phức tạp hơn bao giờ hết, và việc này cần được hiểu thấu hiểu rõ thì chúng ta mới có thể vượt qua. Chính vì vậy khi chúng ta đang nằm trong sự vô minh của các vọng chấp từ trường vọng tưởng và chúng ta khó phân biệt được, trong quá trình đó chúng ta luôn luôn có sự thọ nhận làm cho chúng ta thấy được sự tất biến của vạn vật là sự thật, mà trong khi tất cả cái sự mơ lầm và đánh đổi đó là quá trình mà chúng ta rơi vào cái sự phân biệt và dẫn đến quá trình của si mê. Vì thế mà chúng ta làm nên các việc mà chúng ta không ngờ rằng đó là cái việc của việc sơ tăng ái và giảm ái. Đó là quá trình mà chúng ta sẽ thấy được và hiểu được, chúng ta có được, và từ đó chúng ta đã dẫn đến quá trình của si mê. Vì vậy sự vọng tưởng và si mê là quá trình làm cho chúng ta rơi vào cảnh giới của oán trá và oán nghiệp.
từ đó mà chúng ta có các nhục, có các quả vị và ân nghiệp khác nhau. Vì thế vô minh lòng nằm trong sự tuần hoàn mã, mà việc ở tam muội lớn thì không bao giờ thành tựu, vì tam muội chứa đựng tất cả các sự làm cho chúng ta không thể khó thành tựu. Việc này giúp cho chúng ta thấu hiểu được các sự, các vật và các việc đều cần phải có nhận định trong việc chúng ta thấy được sự trong tư duy và ý niệm. Từ đó mà chúng ta biết được phân định rạch rồi để chúng ta có chánh kiến, và từ đó chúng ta mới có sự quyết định đúng đắn nhất.